ở trong cái cõi này mà không chịu sớm thoát ra. Nhưng mà chúng sanh kiên cường khó giáo quá thì dù là chư Phật Bồ Tát có dùng đa dạng phương tiện đi chăng nữa mà vẫn là cứ cứng đầu cứng cổ không chịu đi, muốn ở cái cõi khổ này. Dù là mỗi ngày lửa nó đốt tóc, đốt da, rồi nó đốt tay, đốt chân, nó đốt đến từ một con người trẻ mà đốt thành một con người già cằn cụ. Nó như là cái ngôi chùa mình là mình nhìn thấy rõ ràng bao nhiêu người già cũng như hồi sáng mà đưa bà cụ hai lên đài quả táng, mà thêm một đoàn xe lăn mà mấy bà già yếu, những người bạn đồng tu. Tại bà cụ hai này ở đây lâu, bây giờ đến lúc đưa bà lên đài quả táng thì mấy bà già mà nhóm bạn yếu mà cái khu của bà ngồi xe lăn mà mấy cô đẩy đi để đưa tiễn ra tới cổng chùa, nhìn bà nào bà nấy ngơ ngác, đúng là tuổi già mặt mày ngơ ngác. Trong tâm tư nghĩ chắc bữa nào đây cũng tới mình đây. Nó sống tới từng tuổi này bây giờ còn mong mỏi cái gì nữa bây giờ. Chỉ mong Phật A Di Đà xuống rước thôi. Đến khi cuối cuộc đời mà được tất cả mọi người hộ niệm giúp đỡ đưa tiễn đi thì cũng là quá mừng. Sợ không biết giữa chừng con cháu không biết nó có vô nó vớt đi về nhà để nó làm đám ma ở nhà hay không. Mình thấy rằng là cả cuộc đời con người có khi đến cái quyết định cuối cùng của mình mà có khi mình còn không quyết định được. Nên những đức mới nói là tính vào phước báo nhân duyên. Người đã có phước báo nhân duyên dày rồi thì dù cho người ta muốn chuyển cái việc tốt của mình cũng không được. Còn người đã thiếu phước báo, thiếu nhân duyên rồi, trước mắt dù là cái việc tốt vô cùng nhưng mà cuối cùng là cái việc xấu đến với mình. Nên cái vô cùng quan trọng đó là tu phước báo nhân duyên cho nó dày. Nó hào Phật tử khắp nơi nơi phải nhớ. Khi cuối cuộc đời mà được người ta niệm Phật, người ta đưa tiễn đi là quá quý, quý vị. Thì cái nhân hiện tại mỗi ngày mình phải lo niệm Phật chứ. Mình phải siêng năng niệm Phật, gầy dựng cái tín nguyện. Mỗi ngày mà mình giải đãi bê tha, khi cuối cuộc đời của mình thì có khi nó chéo ngoe, nó không có được suôn sẻ. Nên làm cái gì cũng không có quan trọng bằng cái việc niệm Phật ấy. Cái việc niệm Phật là cái việc quan trọng nhất. Giống như chư Phật Bồ Tát mà dùng đa dạng phương tiện mà muốn cứu giúp chúng sanh thoát khỏi cái cảnh khổ đau của cõi đời này. Dùng đa dạng phương tiện mà mình thì mình bị cái cõi đời này, mình tưởng đó là nó đẹp, nó thật mà nó buộc ràng mình, nó siết mình lại mà mình không chịu đi. Nên những đức mới nói là cái tấm hình mà ở bên Nhật người ta họa đó, mà coi mà mình thấy chư Phật Bồ Tát mà mình thấy tội nghiệp, thấy đại từ đại bi, nó hiển lộ lên cái tâm từ bi của chư Phật Bồ Tát. Dùng đa dạng phương tiện, giống như mình tụng trong kinh giáo mà Đức Phật ngài dùng cái phương tiện mà ngài dùng cái lời giống như là nài nỉ các con nên bước ra khỏi cái căn nhà lửa của tam giới này. Lửa nó đang đốt mắt, đốt mũi, đốt tay, đốt chân các con. Tại sao không tranh thủ bước ra, ra đây ta cho quà nè. Đức Phật dùng đa dạng phương tiện để mà khuyến dụ. Vì mà chúng sanh kiên cường, khó giáo hóa, vẫn là chấp nhận ở trong cái khổ đau mà không chịu bước ra. Quý vị coi, thí dụ như cái thời thế nhiều kiếp nạn, bệnh đau đủ chuyện xảy ra, nào là dịch bệnh rồi, nào là bão tố cuồng phong, nào là tai nạn, đủ chuyện xảy ra, đều là những cái nhắc nhở mình nhìn nhận sâu sắc về cái cuộc đời này vô thường. Dù là bây giờ mình tạo ra có được của cải nhiều cỡ nào đi chăng, mà sống trong cái cõi này đúng là cái cõi phát an. Nên nhiều người tu chúng ta có thể nhìn được. Dù là giàu sang phú quý cỡ nào đi chăng nữa, mà quý vị công nhận là cái cõi này mình đang sống là bất an.
quá bất an, sống nay chết mai. Khi đang sống như mình bước ra đường chút xíu mình chết queo, tại vì nó quá nhiều cái mà để cho mình ở trong cái cõi này mà mình chết bất đắc kỳ tử, chết bất tử đó. Có khi mình giàu sang phú quý vô cùng thì bị người ganh tị, có khi người ta cũng đang tìm cái mưu kế gì mà ta diệt mình, mình phải chết với người ta. Hoặc là mình làm ăn, mình kinh doanh với người ta, nhưng mà mình làm ăn được, người ta cũng đang mầm móng, người ta đang canh mình để người ta giết mình. Trong cái cõi này nó như vậy đó. Mình hơn người ta cũng không được, mà mình thua người ta cũng không được. Hơn thì người ta muốn giết mình, còn thua người ta thì người ta cười mình. Nên sống trong cái cõi này bao nhiêu sự bất an như vậy đó, để nhắc nhở chúng ta mau mau tranh thủ đi về thế giới cực lạc, về một quốc độ bình yên, cái quốc độ không có sự hơn thua đấu đá tranh giành, nên mới nói là cực lạc. Còn ở nơi đây thì quá cực khổ, giàu sang cỡ nào đi chăng nữa cũng khổ, không biết đủ là khổ. Vì coi cái cõi này là tất cả con người giàu cỡ nào cũng không biết đủ. Có khi giàu sang phú quý, làm những việc phước thiện chút thì bắt đầu là kêu ca, nói này nói nọ, rồi chửi đủ thứ chuyện. Vì lên mạng đi coi, hơn thua đấu đá mắng chửi nhau từ xuất gia cho hàng cư sĩ, hơn thua đấu đá đủ chuyện ở trên mạng, là một cái nơi mà gọi là tạo nghiệp quá nhiều, khó ai mà có thể thoát ra được. Nên nhìn từ cái bất an của cái khổ của cõi ta bà này mà Đức Phật nói là khổ không thể nào nói hết, còn thế giới cực lạc vui thì vui chẳng thể nghĩ bàn. Nên tất cả chúng ta mỗi ngày gầy dựng tín nguyện niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Nhìn cái cõi này mình càng muốn giảng sanh về cực lạc. Vì sao? Vì cái cõi này quá bất an, còn cực lạc thì cùng cực an vui. Con người sống hòa thuận thương yêu giúp đỡ nhau, nên mình muốn mau mau sớm sớm về thế giới cực lạc, một quốc độ bình yên như vậy mà mình không tranh thủ gì mà muốn ở đây, ở trong một cái quốc độ bất an lo âu này sao quý vị? Nên Đức Phật Bồ Tát dùng đa dạng phương tiện để mà dẫn dắt chúng sanh. Nhưng cái người mà đủ thiện căn mà mỗi ngày mà niệm Phật để cầu sanh cực lạc thì không đơn giản chút nào. Chúng ta càng niệm Phật, chúng ta mới nhận thức được lời chư tổ sư và cái bổn nguyện của Di Đà. Đâu phải là một cái người đơn giản mà tự nhiên họ nghe một cái là họ chịu niệm câu Phật hiệu này để cầu sanh cực lạc đâu quý vị. Không dễ chút nào. Dù quý vị có nói khô cuốn họng đi chăng nữa, họ cũng không niệm một câu Phật hiệu. Giống một cái cô này, cô nói rằng một cái người này đi xin nằm lê lết ngoài đường, vậy mà nói bây giờ niệm một câu Phật hiệu đi, tôi tặng tiền này cho. Thì cái người đi xin này nói rằng không cho thì thôi, đừng có nói dòng do, đói chết cũng không niệm câu Phật hiệu. Vậy có kinh khủng không? Niệm một câu Phật hiệu cho tiền, bây giờ đói chết cũng không niệm câu Phật hiệu này. Vậy mà ngồi nghiêu ngao thì được, chứ kêu niệm một câu Phật hiệu là không niệm. Quý vị coi cái người mà không đủ phước duyên rồi, một câu Phật hiệu thì cho tiền họ không niệm. Vì phải làm sao? Vì thì thôi mình niệm lên câu Phật hiệu thôi, mình cứ cho tiền đại đi. Mình niệm câu Phật hiệu đi, nó cũng đâu bích được lỗ tai đâu. Quý vị thấy không đơn giản á, một câu Phật hiệu này không dễ đâu. Những cái chuyện mà quý vị nói mà khuyên người ta niệm Phật không có đơn giản chút nào. Thí dụ những đứa coi những cái trang này, cái trang mình coi nó không có ra một cái gì, nó làm toàn bộ là tạo nghiệp gì không à. Thí dụ như ổ mối lấy cây đâm ổ mối chơi, quay phim lên vậy mà người ta coi mấy trăm ngàn con người, thì quý vị mới thấy rằng con người mà đi vào trong địa ngục thì cực kỳ là nhiều, nhiều và đông vô cùng đi vào trong địa ngục, cùng vô địa ngục rất là đông. Còn thí dụ như một cái trang mà khuyên về niệm Phật hay một bài hát gì mà gọi là niệm Phật đồ này kia rồi, thì quý vị biết coi rất là ít. Thí dụ như một người này giảng một cái đề tài gì đó ở thế gian đi, người ta coi rất là đông. Nhưng mà thử đi, người này mà chịu mà giảng về tịnh độ đi, giảng về tịnh độ khuyên họ niệm Phật không đi, họ tức khắc họ nghe ít liền. Thì quý vị mới biết rằng chúng sanh mà đi vào trong tam đồ ác đạo thì cực kỳ là đông, đông dữ lắm. Còn chúng sanh
mà hướng đến thế giới Cực Lạc thì cực kỳ lợi ích. Nên nói là pháp khó tính, đúng không? Mình nhìn từ góc độ này thôi là mình thấy rõ ràng. Thí dụ như có những người, người ta giảng pháp đi, người ta giảng những cái việc mình nghe mình thấy không dính dáng vào đâu cái chuyện giải thoát, không có dính dáng vào đâu chuyện giải thoát thì nghe cực kỳ là đông. Nhưng mà nếu nói về nhân quả, nói giải thoát là cực kỳ ít, rất ít người nghe. Nó nên mới nói là pháp khó tin, rõ ràng không? Nó cái pháp khó tin. Thí dụ như bây giờ mình chia sẻ tịnh độ mà mỗi ngày, ngày nào cũng thí dụ như mấy ngàn người để mà điều rang người ta vô, người ta nghe và người ta cùng tu với mình. Cái chuyện này quý vị biết bao nhiêu năm nay mà những đức mà nuôi người già rồi hướng dẫn tu, rồi bao nhiêu chương trình lễ mới được cái số lượng người như vậy. Đây gọi là hội họp những vị đủ phước báo nhân duyên mà gặp nhau mỗi ngày để mà học tập tịnh độ, để mà gầy dựng tín nguyện để cầu sanh Cực Lạc này không đơn giản chút nào. Không đơn giản chút nào quý vị. Dù là mỗi ngày giống như nói một câu mà nói tới nói lui nói hoài, cứ là quay xung quanh của câu A Di Đà Phật. Giống như cái đề học tập của mình là bước vào cái là niệm 10 câu Phật hiệu, rồi bắt đầu là chia sẻ về Phật A Di Đà. Cứ niệm 10 câu Phật hiệu rồi chia sẻ Phật A Di Đà, cứ là chia sẻ Phật A Di Đà, chứ không có gì nữa chứ. Nói dòng do tam quốc là xung quanh Đức Phật A Di Đà, đều là tán thán bổn nguyện của Phật A Di Đà, tán thán về công đức phước duyên của Phật A Di Đà, rồi là tán thán vạn đức hồng danh của Phật A Di Đà. Vậy mà ngày nào cũng có cái lượng người như vậy để mà nghe tăng lên rất là ít, thì quý vị biết rằng đúng là đại phước báo đại nhân duyên, chứ không đơn giản đâu quý vị à. Chứ ai mà giảng tịnh độ cho quý vị nghe chuyên nhất gì? Không ai giảng tịnh độ chuyên nhất gì cho quý vị nghe chứ. Nếu ngày nào họ cũng nói như vậy thì có khi trong nội tâm của họ nghĩ rằng mình như vậy mà chỉ ngày nào cũng nói như vậy thôi, quê mùa mình không biết cái gì chứ. Giống như mình là người không hiểu biết gì hết chứ. Mình phải giảng mỗi ngày lạ lạ làm sao để mà mình là người phải hiểu biết cái gì chứ. Chứ tại sao mà ngày nào mình cũng giảng như vậy hoài, giống như không biết cái gì, hay lúa không biết một cái gì. Cái lương tâm của cái người chia sẻ chuyên nhất này nó chịu không nổi. Không thể nào mà ngày nào cũng nói cho quý vị nghe về bổn nguyện của Di Đà mà khuyên gầy dựng tín nguyện để niệm Phật cầu sanh Cực Lạc, không nói được. Thì quý vị coi coi bao nhiêu người chia sẻ Phật pháp mà mấy ai mà mỗi ngày đều chia sẻ chuyên nhất một phương pháp tu, có một phương pháp tu và gầy dựng tín nguyện niệm Phật để cầu sanh Cực Lạc, có mấy người mà chia sẻ gì cho quý vị nghe không? Không. Tại vì sao? Không có làm được. Trong tâm mình nó không cho phép mình làm được như vậy. Giống như có một vị này nói với Nhuận Đức một câu rằng ông thầy Nhuận Đức giết rồi giống như ông bị lậm vậy đó. Ông lậm trong bổn nguyện Di Đà. Cứ là ông cứ khuyên niệm Phật, ông giết ông lậm luôn rồi. Dính vô luôn rồi. Nhuận Đức nói dính vô Phật A Di Đà cũng tốt, dính vô bổn nguyện cũng tốt. Dính vô đâu còn sợ, chứ dính vô bổn nguyện Di Đà là quá tốt. Nếu như cả đời mà cứ gầy dựng như vậy thì cuối đời Phật A Di Đà rước mình về thế giới Cực Lạc thì quá tốt rồi. Sợ không làm hết cả đời mình, làm thời gian một ngày nào rồi nó chán, nó bỏ cuộc, cuối cùng là mình ở lại lớp. Chứ nếu như cả một đời này mà gầy dựng bổn nguyện mà cứ ngày nào cũng tán thán vạn đức hồng danh thì thôi quá mừng, quá mừng à. Quý vị cứ nghĩ đi, một câu A Di Đà Phật là mười phương chư Phật tán thán. Bây giờ mình dùng cái miệng của kẻ phàm phu, mình ngày nào cũng tán thán bổn nguyện của Di Đà, điều này là quá mừng rồi, còn nói dòng do gì nữa quý vị. Mình quá vinh hạnh. Cái miệng của kẻ phàm phu, cái miệng thúi này nè, mà mỗi ngày mà tán thán bổn nguyện của Di Đà, mình không sợ dơ cái miệng mình thì thôi, chứ đừng có nói mà mình thiệt thòi. Không có gì thiệt thòi chứ. Nhuận Đức nói rằng là sợ, là sợ dơ cái miệng của mình. Cái miệng của mình không xứng đáng để tán thán bổn nguyện của Di Đà, nó không xứng đáng. Nó mà mình được cái vinh hạnh để tán thán cái bổn nguyện của Di Đà là mình cảm thấy mình quá vinh hạnh. Nhuận Đức nói thật lòng vậy. Nên cả cuộc đời của mình cứ là tán thán bổn nguyện của Di Đà, vạn đức hồng danh, cứ khuyên người niệm Phật, khuyên mình niệm Phật, cứ làm hoài như vậy cả đời.
Cả đời cứ là làm như vậy, thấy quá thù thắng. Nên hàng Phật tử mà nghe những điều những đức chia sẻ gì, quý vị tăng thêm cái tính tâm cho quý vị, tăng thêm cái tính tâm của mình cực kỳ mạnh lên. Trời ơi, quý vị biết rằng con người không có phước niệm Phật với có phước, con người ngu si niệm Phật với sáng suốt, con người mất phương hướng niệm Phật với có phương hướng, con người không làm ra trò chống gì niệm Phật nhất định quý vị sẽ làm ra trò chống. Thù thắng như vậy mà không niệm Phật nữa rồi niệm cái gì? Những đức thấy rõ, chính những đức là một con người nó không ra trò chống gì hết, nó không làm được một cái thứ gì có lợi ích cho gì, mà chỉ có một câu Phật hiệu này, niệm và khuyên người niệm thôi mà nó có được cái ý nghĩa của cuộc đời. Nếu như những đức mà không phải gặp pháp môn tịnh độ này thì thôi cuộc đời những đức tiêu, tiêu ra cho, không có ra trò luôn. Nên từ nơi đó mà nói mà mỗi ngày mà gọi là cứ tán thán tịnh độ, giết cái ông này ông bị giống như ông bị cuồng trong đó luôn. Đúng rồi, cuồng trong cái câu A Di Đà Phật này, quá mừng, mừng quá, mừng cho cái cuộc đời con người này mà tự nhiên nó cuồng ở trong câu A Di Đà Phật này. Hàng vạn 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 con người đang sống trong cái cuộc đời này, họ có thể cuồng dại ở trong danh lợi, nhưng mà để cuồng trong câu A Di Đà Phật thì không mấy người chịu cuồng ở trong câu A Di Đà Phật. Kẻ ngu kẻ ngốc như mình mà chịu cuồng trong câu A Di Đà Phật này đúng là quá thù thắng. Nên mình sẽ cố gắng hết mình. Nên mỗi một hàng Phật tử khắp nơi nơi phải gầy dựng cái tính nguyện niệm Phật cực kỳ là mạnh. Phải nhớ, phải gầy dựng cái tính nguyện niệm Phật này cho cực kỳ mạnh. Không có gì một cái lý do gì mà chúng ta bỏ pháp môn tịnh độ. Nếu như bỏ pháp môn tịnh độ thì cái như cuộc đời của mình cái đời này tiêu rồi. Không còn một cái pháp nào đời này mà cứu giúp được cho chúng ta một đời này được giải thoát. Pháp thì có thể, tất cả pháp đều là pháp giải thoát, nhưng mà khả năng của mình tu học mình không có khả năng, không có khả năng để mà tu học được có thể một đời này được giải thoát. Thì phải nhớ, cái căn tính của mình bây giờ mà nói mà trì giới hả quý vị, nói cho nó nghe cho nó ngon ngọt một chút nha. Nói đùa, nếu đời này mà nói là trì giới để thành tựu vậy mới lời của Đức Phật nói sai, lời của Đức Phật nói sai hả quý vị. Cái khả năng mình bây giờ mà trì giới cái gì, nói cho nó ngon cái miệng mình, trì cái gì mà trì. Đọc cho nhiều, nói cho ngon, đố mà làm được một cái gì? Không có làm được đâu quý vị à. Đức Phật đã quyền ký rằng thời ngày còn tại thế thì trì giới thành tựu, qua 1000 năm sau thì thiền định thành tựu, đến thời mạt pháp thì niệm Phật thành tựu. Mà trong đó đều có cái lễ phép và trì giới có hết trơn, nhưng mà phải đi từ cái bước đầu, đi từ điểm nào. Còn nếu như cái lập vị của quý vị là đi theo cái thờ của Đức Phật còn tại thế là trì giới thành tựu, thì lấy cái đó để làm cái căn tính bây giờ tu, thì quý vị đi ngược lời Phật dạy. Đức Phật đã dạy mình thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu, thì mình lấy cái thờ mạt pháp này mình gầy dựng bổ nguyện niệm Phật cái tới cùng là đúng rồi. Mình gầy dựng cái bổ nguyện niệm Phật này cho tới cùng, cái đi đứng nằm ngồi chân thật niệm Phật. Tại vì Phật nói là niệm Phật thành tựu, thì mình nương vào bổ nguyện niệm Phật. Trong câu A Di Đà Phật này có đầy đủ trì giới, có đầy đủ đạo đức làm người, có đầy đủ viên mãn hết vì cái việc chúng ta đời này được giải thoát. Nên mình lấy vạn đức hồng danh, mình đưa một bổn nguyện, mình điểm tới cùng có Phật hiệu này luôn, thì đúng y rang như là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chỉ mình là thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu. Nếu như mình muốn một đời này thành tựu cho mình và chỉ dạy người được thành tựu, thì mình chân thật mà niệm có Phật hiệu này. Đúng rồi, đúng rồi. Còn bây giờ đời này mà bây giờ mình chỉ người ta trì giới là đi ngược lại lời Phật dạy à, đi ngược lại lời Phật dạy. Quý vị suy nghĩ đi, không có làm được. Không có làm được đâu, chắc chắn quý vị luôn. Đi ngược lại lời Phật dạy, chỉ dạy chúng sanh mà chúng sanh thấy mình không có cơ hội,
Chúng ta chỉ cần nắm cho chắc cái vạn đức hồng danh, gây dựng bổn nguyện cho kiên cố. Chư tổ sư nói rằng người niệm Phật được giảng sanh hay không là do có tính nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp là tính vào công phu niệm Phật sâu hay cạn, nhìn thấu buông xuống sâu hay cạn, tình chấp đó. Còn nếu như bây giờ mình mỗi ngày mình niệm Phật, mình phiên người ta buông xuống, còn mình thì nắm lên, cái gì mình cũng lụm, mình giữ, mình bo bo, mình cắt, mà mình thì khuyên người ta buông xuống, còn mình thì lụm lên, vì thì mình chịu thua. Đời này mình không có cơ hội đâu quý vị, đời này mình không có cơ hội giảng sanh đâu, chắc chắn luôn. Nó thấy mình tu là mình biết mình là mình không có cơ hội rồi, khỏi cần nói dòng do tam quắc gì chi cho nó mệt. Nên những đức càng tu học rồi lo cho các cụ già, những đức mới thấy ra rằng đúng là cái cuộc đời này nó vô thường, cái cuộc đời này nó giả tạm, mà chính cái cuộc đời giả tạm này có khi nó lại buộc chết mình ở trong đây luôn, mình không ra được đâu luôn đó quý vị. Trời ơi, cái danh cái lợi mấy người mà vượt qua được quý vị ơi, ai mà mấy người mà vượt qua được, cả là người tu hành tu nhiều chục năm đi chăng nữa cũng không vượt qua được cái danh cái lợi tạo ra rồi mà kêu buông xuống, rồi khó vô cùng, khó chằng ai. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người chúng ta phải có một cái nhận thức cao độ kìa, thì mới có thể buông xuống cái danh cái lợi của cuộc đời này được. Chứ không mấy người đâu quý vị, không có mấy người mà buông được cái danh cái lợi của cuộc đời này đâu. Dù nói trên chợ dưới biển gì chứ không có buông được đâu. Trời ơi, tiền bạc hả quý vị, nó dễ buông lắm hả. Rồi ơi, kêu người ta thì kêu buông xuống, buông xuống, buông xuống, chứ toàn bộ là mình lụm lên, mình giấu, mình cắt không. Nên từ nơi đó mà nói một đời này muốn giải thoát chúng ta chua lắm, phải nhìn nhận sâu sắc cái cuộc đời này dữ lắm. Nhìn nhận rằng là cái cuộc đời này cuối cùng mình không cầm cái gì theo được. Phải nhìn nhận mà đến nỗi mà muốn lòi con mắt ra, mà cho sâu sắc mà thấy rõ ràng, thì mới buông được cái cuộc đời này. Chứ đố mà mấy người tu hành mà nói mà buông xuống cái cõi đời này, nói buông chứ đố không có người nào mà buông được đâu. Trong 10 người hết 9 người dính, làm sao mình buông được đây? Không có buông được đâu quý vị à. Những đức nó bảo đảm quý vị, cả đại tu hành gì chăng nữa cũng không buông được. Không có buông đâu, nhìn thì nhìn ghê gớm gì chứ thật sự không có buông được cái cõi này đâu. Nếu nói dễ buông thì cái chuyện người tu hành giải thoát thì quá nhiều, chứ mấy người đâu, mấy người được giải thoát. Nên từ nơi đó mà chúng ta phải nhìn nhận sâu sắc cái cõi đời này, phải sâu sắc lắm luôn mới buông được. Nếu như mỗi ngày mà không cảnh giác cao độ, không nhìn nhận sâu sắc, thì nhất định chúng ta đều bị buộc ràng hết. Một đời tu để luống qua rất là uổng lắm. Nên mỗi ngày những đức nhìn mấy bà cụ già, cứ nhìn mấy bà cụ già từ đi ăn, từ đi ngủ, từ đi tu, nhìn tuổi già khập khểnh, nhìn cái tuổi già các cụ, mà để cảnh tỉnh cái cuộc đời của mình. Trời ơi, cả cuộc đời con người vì tiền bạc, vì gia đình, cuối cùng tới tuổi già rồi nhìn thấy bơ phờ. Nhìn từ cái cảnh này mình nói thôi, cái gì ở cái cõi đời này mà thật đâu, thôi cố gắng mà tu hành, lo gầy dựng tín nguyện để niệm Phật cầu sanh cực lạc. Bây giờ mà để thả trôi thả nổi, để luống qua một đời của mình, thì cuối cùng ai giúp mình đây? Không ai giúp mình bằng chính mình giúp mình đâu quý vị à. Đó, nên quý vị coi trong cái thời điểm dịch bệnh, quý vị khắp nơi nơi thấy không? Kiếp nạn, dịch bệnh, rồi gần Tết tới làm ăn không được. Trời ơi, mình có tu hành, có phước báo một chút, còn thấy rằng cuộc đời của người mình nó còn có điểm nương tựa. Còn bây giờ bao nhiêu con người, người ta khổ vô cùng, quá khổ. Cái cảnh đời này quá khổ, bao nhiêu là kiếp nạn xảy đến ập xuống đầu. Từ nơi đó mà sức cảnh giác cao độ mỗi một con người chúng ta, mình gặp được tịnh độ mừng quá, cố gắng siêng năng mà niệm Phật, đừng có giải đãi, đừng có bỏ luống qua những ngày tháng mà mình hiện tại còn đang niệm Phật, còn đang tu hành được, đừng có để luống qua uổng lắm quý vị, quá uổng. Cho nên cái nhắc nhở cao độ này mỗi ngày mỗi một con người chúng ta được nghe, đừng có giải đãi, siêng năng đi đứng nằm ngồi cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ siêng năng mà niệm Phật đi. Còn để mà khi mà cặn tử nghiệp của cuộc đời mình, một hơi thở thở ra mà không hít vào thì lún qua một đời này
hối hận thì cũng đã muộn màng quý vị. Lúc khỏe hay lúc bệnh gì, chúng ta vẫn giữ cái tâm quyết chí đời này phải giảng sanh. Đây gọi là tu cái tâm bình tĩnh. Nên hàng Phật tử khắp nơi nơi mình là người niệm Phật, quý vị phải nhớ. Lúc gặp thượng duyên thì cũng là Phật sắp xếp. Mà lúc chúng ta gặp nghịch cảnh cũng là Phật sắp xếp. Đã là Phật sắp xếp thì mình yên tâm. Nhớ, đã là Phật sắp xếp thì mình không có gì lo sợ. Phật đại từ đại bi, chỉ có giúp chúng sanh chứ không có hại chúng sanh. Phật giúp theo cái bổn nguyện. Thí dụ như mình đã từng gieo cái nhân bất thiện, bây giờ mình chịu cái quả bất thiện, trả cái quả bất thiện này để cho nó xong chứ. Nó gọi là tinh nhân quả. Còn khi mình gieo cái nhân thiện thì bây giờ mình gặp cái quả thiện. Mình gieo nhân gặt quả, chứ không phải nói Phật giúp hay là Phật không giúp. Nhưng mà cái bổn nguyện của Phật là đại từ đại bi, cứu độ chúng sanh. Nên chúng ta nương vào cái bổn nguyện của Phật để cầu giải thoát. Mình không có năng lực gì để được giải thoát, mà mình nương vào cái bổn nguyện của Phật. Mình chân thật mình niệm Phật, mình phát nguyện đời này mình phải được giải thoát về thế giới cực lạc. Nên chúng ta toàn tâm toàn ý nương vào Phật thì mình không có cái gì lo sợ hết. Nên phải nhớ, hàng Phật tử khắp nơi nơi chỉ cần từ sáng mở mắt ra cho đến khi tối nhắm mắt lại đều là một câu Phật hiệu để trang trải trong cuộc sống cho chúng ta, vậy là được. Thí dụ như hồi nãy như Đức ngủ thức dậy bên chánh điện thì mình niệm Phật bên chánh điện, bên phòng hộ niệm thì mình niệm Phật trong phòng hộ niệm, trong nhà vệ sinh thì mình chia sẻ về nội quy trong nhà vệ sinh, còn bao nhiêu chỗ nữa mình không biết. Mỗi chỗ mình đều niệm Phật, giảng pháp đồ. Có những người thì cầm máy nghe pháp đồ, mình cũng đang giảng. Rồi qua bên đây thì mình ngồi bên đây mình chia sẻ Phật pháp. Quý vị coi cái năng lực của kẻ phàm phu mình mà còn có thể phân thân nhiều như vậy, không chi là chư Phật Bồ Tát với cái nguyện của các ngài. Chúng ta chỉ cần chân thật nương vào bổn nguyện của các ngài, làm tất cả những việc lợi ích cho chúng sanh, thì cái bất cứ một cái việc gì trở ngại cỡ nào đi chăng nữa, mình chỉ cần duy trì được cái tâm tín nguyện niệm Phật của mình thì việc gì cũng qua. Và nhớ, nên mình là người niệm Phật gầy dựng tín nguyện, lúc nào cũng phải giữ trạng thái bình tĩnh. Và nhớ, thí dụ như đi hỏi những đức bệnh mệt nhiều nhất thì những đức vẫn chia sẻ Phật pháp và dẫn tán thán bổn nguyện Di Đà. Thì bây giờ những đức khỏe, những đức cũng phải tán thán bổn nguyện Di Đà. Bệnh thì tán thán theo bệnh, mà khỏe thì tán thán theo khỏe. Nên cái chỗ này là chỗ quan trọng mà hàng Phật tử mới nhìn nhận được rằng cái người mà hướng dẫn mình niệm Phật trong thời điểm nào họ cũng luôn luôn duy trì cái tâm niệm Phật, và khuyên người để là khuyên mình không nên bỏ câu Phật hiệu. Đúng ra mình cùng tu học với người như vậy mình rất là yên tâm. Lúc họ bệnh mình sẽ biết họ bệnh liền. Lúc họ ốm mình biết họ ốm. Lúc họ mập mình biết họ mập. Lúc họ sao mình sẽ biết rõ ràng như vậy. Họ không có chút gì che giấu mình hết. Tại vì con người sống ở cái cuộc đời này sống như vậy là đúng. Mình không có bị thất vọng, mình không có bị mà gọi là đưa lên cao quá rồi té xuống đau. Không phải. Họ hướng dẫn mình, họ cùng tu với mình. Họ khỏe cũng có, họ bệnh cũng có, họ vui cũng có. Không có buồn, ít bao giờ buồn. Tại vì sao? Thì nếu như chúng ta buồn là chúng ta thất vọng nên chúng ta buồn. Thất vọng một việc gì đó chúng ta buồn. Nhưng mà ở cái cuộc đời này mà chúng ta cái gì đó mà thất vọng? Không có gì để thất vọng cả.
sống cái cuộc đời này không có gì thất vọng cả. Tại có cái gì tồn tại đâu thất vọng quý vị. Không có cái gì ở cái cuộc đời này mà chúng ta mà tồn tại cả. Bữa nay cái này vào tay mình, ngày mai nó vào tay khác. Con người chính bản thân mình mà theo cái ngày tháng vô thường mình còn phải thay đổi hoài mà. Bữa nay tóc đen, ngày mai tóc bạc, bữa nay da mặt nó sáng sủa, nó trẻ trung, ngày mai da mặt mình nhăn nheo già dặn. Con người ai cũng phải trải qua những cái ngày tháng như vậy. Vậy thì ở cái cuộc đời này không có cái gì chúng ta thất vọng cả. Còn con người thì tâm tư con người thì lúc này lúc khác. Có lúc thì người ta thương yêu mình, người ta muốn đội mình trên đầu. Có lúc thì người ta ghét mình, người ta muốn đạp dưới chân. Chuyện này là chuyện bình thường thôi. Nên chúng ta không có cái gì mà ở cái cuộc đời này mà chúng ta thất vọng cả. Hoặc là bữa nay mình đủ phước, đủ duyên thì mình làm những việc lợi ích, những việc lớn lao, những việc giúp đỡ bao nhiêu con người. Nhưng khi mình không đủ phước, không đủ duyên, chúng sanh không đủ phước, không đủ duyên, thì tức khắc chúng ta không làm được, chứ có gì đâu thất vọng. Nên hàng Phật tử là người tu hành, tự nhiên mỗi ngày mình chia sẻ như vậy, mình không có một cái gì đối với tất cả mọi một con người mà chúng ta bị thất vọng. Vì sao? Ở cuộc đời này thất vọng gì vậy? Ví dụ như Phật Bồ Tát đến thế gian này, có nhân duyên, có phước báo đó thì làm việc đó. Còn khi chúng sanh không có nhân duyên phước báo này, chư Phật Bồ Tát muốn làm không được, thì các ngài trở về cái bổn vị của các ngài. Đủ duyên thì ngài giúp tất cả chúng sanh, không đủ duyên thì thôi. Nên mới nói là chư Phật Bồ Tát độ chúng sanh còn phải chờ vô lượng kiếp. Không chỉ là phàm phu mình mà muốn một đời này khó lắm quý vị. Chúng ta chỉ cần dùng một câu Phật hiệu này, chân thật kết duyên thôi. Những người hữu duyên thì tức khắc vừa nghe qua là phát triển cái tâm để mà niệm Phật cầu sanh cực lạc. Những người chưa hữu duyên thì họ được gieo duyên. Đã gieo được cái duyên rồi là gieo cái hạt giống Phật rồi, thì nhất định là gieo cái nhân đắc độ về sau. Phải nhớ. Có duyên chỉ cần nghe qua cái là tự nhiên cái hạt giống nó lay động liền. Hạt giống lay động liền. Còn nó không có duyên rồi quý vị, bây giờ quý vị có sớ đắc lên quý vị, trồng hạt giống xuống đi chăng nữa hạt giống nó cũng không lên. Tại vì nó không có duyên mà. Nên tất cả mỗi một con người nghe đạo của chúng ta, ở trong kinh giáo Đức Phật đã nói rõ ràng cho mình nghe, Phật độ người có duyên. Người có duyên thì Phật độ được. Độ là do gì? Họ có cái duyên nên họ tiếp nhận nên được độ. Chứ Phật không độ người mà không có duyên được. Cả Phật mà người không có duyên Phật còn không độ được. Không chỉ thân bằng quyến thuộc của mình, có những người họ chưa đủ duyên, mình nói họ sao họ nghe. Còn người mà đủ duyên rồi, tự nhiên cái hành động của mình tu thôi, tự nhiên họ thấy họ cũng tu theo nữa. Quý vị coi, có những người chòm sớm, có những người ta xa mình, nhưng mà mình á, tu, mình niệm Phật, mình lễ Phật thôi, vậy mà họ chú ý, họ quan tâm tới, họ đến gần, họ muốn học tập. Còn cái người thân kế bên cạnh mình, sát bên mình luôn, mình nói hoài, nói họ nó không nghe, họ không chịu tu. Tại vì sao? Vì họ không có duyên. Mà họ đã nghe qua là đã có duyên rồi. Tuy nói là không có duyên nhưng đã trồng nhân duyên rồi. Đến một cái ngày nào đó thì tự nhiên cái hạt giống này nó phát triển, tức khắc họ chịu tiếp nhận. Nhưng mà không biết chừng nào, mình không biết. Nên tất cả chúng ta là người tu học, mình hiểu được cái có duyên và không có duyên, thì tức khắc con người chúng ta quan trọng nhất là quay về mình. Mình là người đời này đủ duyên nè. Đời này mình tiếp nhận pháp môn tịnh độ nè, mình nghe tịnh độ mình thích nè, mình muốn giảng sanh nè, mỗi ngày mình nghe tịnh độ mình thích, mình niệm Phật, mình cầu sanh cực lạc nè. Đây là người mình biết nhất là mình là người đủ duyên. Đủ duyên đời này thì mình phải bổ túc cái nhân duyên này cho nó thật là dày, để mà nó phát triển cái nhân duyên này, để đời này mình phải giảng sanh về cực lạc. Mình mà giảng sanh về cực lạc rồi thì mình độ chúng sanh, độ vô lượng kiếp, độ hoài, độ mãi cũng được nữa. Nó giống như Đại Lão Hòa Thượng Diệu Liên, ngày có một cái lời nguyện 49. Bất cứ một chúng sanh nào nhìn thấy hình tướng của ngài, hoặc nghe qua tiếng nói của ngài, thì nhất định ngài sẽ độ chúng sanh để về thế giới cực lạc. Nếu một đời ngài độ không được
thì Ngài cũng sẽ trở lại tiếp tục mà độ. Độ chừng nào cái người mà thấy qua hình tướng của Ngài, nghe tiếng nói của Ngài, nghe lời nguyện của Ngài, nhất định phải về tới thế giới cực lạc. Nếu như Ngài không làm được cái việc này thì Ngài nguyện Ngài không giảng sanh về thế giới cực lạc. Ngài không được giảng sanh về cực lạc. Ngài có thể phát lời nguyện này có nghĩa là Ngài đã giảng sanh về cực lạc rồi. Mà đã là chúng sanh về thế giới cực lạc rồi thì cái năng lực thần thông và cái khả năng độ sanh mười phương khắp pháp giới không khác gì Phật A Di Đà. Nên các ngài có thể quán cơ cái nhân duyên con người đó, đến lúc duyên đến là họ sẽ đến độ. Nên mình phải về thế giới cực lạc vì cái khả năng con người ở thế giới cực lạc đi độ sanh là yên tâm. Vì sao? Một là mình không thối chuyển, hai là mình đủ trí tuệ năng lực thần thông, ba là thọ mạng mình vô lượng, bốn là mình không bao giờ bị thối đọ. Những cái nhân duyên này là những cái nhân duyên thù thắng để mà độ sanh. Còn nếu như mình không giảng sanh về thế giới cực lạc thì đi ngược lại vấn đề. Chúng ta chưa giảng sanh về thế giới cực lạc, chúng ta có làm bao nhiêu việc lớn lao gì cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà chỉ cần chúng ta một hơi thở thở ra không hít vào, có khi mình sẽ bị đọa lạc. Vì mình chưa phải là Bồ Tát bất thối chuyển, mà mình đọa lạc một cái là không biết chừng nào mà mình có được cái nhân duyên này. Nên kẻ phàm phu phát tâm lượng lớn chưa được, phải là về thế giới cực lạc mới phát tâm lượng lớn độ sanh. Như Đại Lão và Thường Diệu Liên ngày mới phát lời nguyện đó được. Phải về cực lạc ngày mới phát lời nguyện đó được. Còn nếu như ngài chưa về thế giới cực lạc mà phát lời nguyện đó thì không phù hợp. Là chúng sanh trong lục đạo làm sao mà mình độ sanh được quý vị đó. Nên mình mỗi ngày dùng vạn đức hồng danh để tán thán, dùng bổn nguyện Di Đà để mà mình cầu giải thoát. Mình phiên nhau để cùng niệm Phật. Thí dụ như bây giờ mình đợi người này tới mắt rồi, mình niệm Phật, mình hộ niệm, mình giúp đỡ người này. Làm sao bằng bây giờ lúc người này còn sống mình dạy người này niệm Phật. Thí dụ như bây giờ mình đợi ông bà cha mẹ khi mắt đi, mình hộ niệm, mình giúp đỡ. Làm sao bằng bây giờ họ còn sống mà mình đã dạy họ niệm Phật. Nên trong kinh Địa Tạng mới nói rằng là cái việc phước đức mà mình hiện tại mình đang làm lúc mình còn sống thì bảy phần mình hưởng bảy phần, chứ đợi lúc mình chết đi rồi thì dù người ta có làm giùm hết lòng hết dạ đi chăng nữa, bảy phần thì mình hưởng được chỉ có khoảng hai phần, còn bao nhiêu là người ta hưởng do người ta phát tâm. Nên lúc còn sống này nè, mình dạy cho người thân mình niệm Phật thì cái việc được độ nó cao vô cùng. Chứ đợi đến lúc căn tử nghiệp mà mình hộ niệm, mình giúp đỡ, mình niệm Phật, mình hồi hướng thì cái việc này nó quá kém quý vị à. Lúc đó là người ta phát tâm chứ không phải mình phát tâm. Cho nên mình mỗi ngày mình phiên nhau niệm Phật là để mình phát triển cái tâm mà được giải thoát của mỗi một con người chúng ta. Tiện bề hơn rất là nhiều quý vị. Tiện bề hơn rất là nhiều. Chứ đừng có đợi khi cặn tử nghiệp. Thí dụ như có những người cặn tử nghiệp mình hộ niệm cho họ, mình hộ niệm, mình niệm Phật nhưng họ nằm im re. Chứ nếu như lúc họ còn sống này, họ nằm đó bây giờ mỗi câu mỗi chữ họ vẫn nghe, họ niệm theo rất rõ ràng. Lúc còn sống còn khỏe này. Nên đối với ông bà cha mẹ của mình, mỗi ngày mình bắt cái điều niệm Phật cho nghe xuyên suốt. Lúc nào mình rảnh mình vô mình ngồi mình niệm Phật với ông bà cha mẹ mình, một câu là lọt thẳng vào A Lại Gia Thức một câu. Chứ nếu như đỡ cặn tử nghiệp rồi mê hoặc điên đảo rồi, lúc đó bây giờ mình có niệm Phật có khi họ cũng không nghe được, họ không niệm theo được. Nên những đức nói rằng là tất cả các cụ trong chùa mình, tất cả phòng đều là để cái điều niệm Phật cho các cụ. Dù là các cụ không lên chánh điện tu được, nhưng mà mỗi câu mỗi chữ các cụ nghe rõ ràng mỗi ngày, tập thành thói quen nghe câu Phật hiệu, nó rót thẳng vào A Lại Gia Thức từng câu từng chữ cho các cụ được lợi ích. Nên có những bà cụ như bà cụ Hai được không, nằm bao nhiêu năm luôn mà nghe câu Phật hiệu viết mà cuối cuộc đời còn tiêu nghiệp. Cái ngày mà đưa cụ đi đài quả tán, cái cảm giác cái từ trường nó mát mẻ vô cùng. Mà tất cả mọi người đưa tiễn đi ai cũng vui vẻ, hoan hỷ.
được làm lễ phóng sanh đồ này kia, tiện bề, quá tiện bề. Có một đứa con đến cứ lo niệm Phật cho mẹ, không có một chút trở ngại gì chứ. Còn mình khi cặn tử nghiệp mà mình có trở ngại là mình biết cái nghiệp quan gia mà nó nặng cỡ nào, mình mới bị sự trở ngại. Chứ nếu như mà khi cuối cuộc đời của mình mà tất cả mọi người, người ta đều niệm Phật giúp đỡ, trên thuận dưới hòa, đưa tiễn mình như vậy là nghiệp chướng tiêu trừ. Rõ ràng còn có những người quý vị coi, khi mà chết đi vừa mắc một cái là gia đình nó xao xáo lên chứ, nó nổi loạn đại chiến trong gia đình, đủ chuyện xảy ra chứ. Kẻ nói này người nói nọ, người bàn tán cách này người bàn tán cách kia. Lúc mà ông bà cha mẹ vừa mới chết đi không chịu lo cái chuyện niệm Phật để đưa tiễn đi về thế giới cực lạc, mà họ nào là họ nói cách này cách nọ cách kia, họ bàn tán cách này cách kia cách nọ. Người thì nói văn tự này, người nói văn tự kia, người nói giờ này tốt, người nói kia giờ kia không tốt gì. Nó tùm lum là quý vị biết cái đám này là nghiệp chướng nặng nề. Chỉ cần nhìn qua vậy ta thấy nghiệp chướng của cái đám này nó nặng nề. Chứ nếu như mà nghiệp chướng tiêu trừ là trên thượng dưới hòa liền, mọi người đều có người đứng ra sắp xếp và tự nhiên lo niệm Phật. Thí dụ như trong chùa mình lo cho các cụ già, có ai bị ý kiến ý cò gì đâu. Lâu thiệt là lâu nó mới có xuất hiện một bà cụ nghiệp chướng quá nặng nề nên con cái nó ý kiến ý cò này nọ. Chứ ngoài ra từ xưa tới giờ trong đây mình là người đứng ra lo hoàn toàn, thì vô đây chỉ cần lo niệm Phật thôi, không cần ý kiến. Ý kiến cái gì với quý thầy trong chùa? Người ta lo cho cha mẹ mình mà ý kiến ý cò gì? Nên từ đó mà nó đỡ bao nhiêu sự việc mà trở ngại cho các cụ trong chùa. Đó cái đó mới là cái đặc biệt. Còn mình ở nhà mình, quý vị thấy không, mình nói họ không được. Người tu nói người không tu không được, người không tu nói người tu cũng không được luôn. Nên từ nơi đó mà nó có sự trở ngại nhau không, quý vị? Toàn là sự trở ngại nhau không à? Nên mình lo cho ông bà cha mẹ khi trăm tuổi già, trong gia đình phải có một người đứng ra, đừng có nghĩ tiền bạc hết chứ. Mình là người giải quyết vấn đề hết đi, cái quan trọng á là miễn làm sao lo cho ông bà cha mẹ suôn sẻ. Tiền bạc không thành vấn đề. Quý vị là người tu, quý vị phải mở rộng ra được chỗ này. Đối với tiền bạc vật chất, quý vị mà tu phước tu duyên á, nó còn thù thắng hơn nhiều. Còn nếu như đối với anh chị em mà mỗi người lo ai cũng sợ, mình mà ra miệng đây mạnh mẽ, cuối cùng nó để cho mình trả tiền hết trơn cái đám này thì sao? Đừng có lo quý vị. Đối với ông bà cha mẹ, tiền bạc không thành vấn đề. Đối với cái chuyện lo cho con người, những đức hiểu nguyên lý này lắm. Khi lo cho người, những đức chưa bao giờ suy nghĩ về tiền bạc vật chất. Miễn lo cho một con người được đàng hoàng, tiền tốn bao nhiêu cũng không quan trọng. Quan trọng là lo cho một con người được là được. Những đức luôn luôn có một cái quan niệm lo cho con người. Nó thật. Quý vị biết rằng không có chồng phước duyên ở đâu lớn bằng chồng duyên với con người. Nhất là con người này đang niệm Phật. Đối với ông bà cha mẹ suy nghĩ gì? Hoặc là đối với ông bà cha mẹ của các cô các chú trong chùa này kia được. Họ là người phục vụ tam bảo. Mình lo cho ông bà cha mẹ họ, mình lo nhiệt tình hết mình, mình không có quan tâm cái chuyện tiền bạc. Những đức thấy rằng từ khi những đức đi tu tới bây giờ có bao giờ mà thiếu tiền đâu. Không bao giờ mà thiếu tiền bạc. Tại vì sao? Vì cái quan niệm về tiền để sử dụng, chứ không phải quan niệm gì tiền để giữ gìn đâu. Còn nếu như mà con người mình tu hành mà đối với đồng tiền mình quá nặng nề, vậy thì mình cũng phải là người tu hành giải thoát vậy đâu quý vị. Người tu hành mà mở miệng là tiền nặng nề quá, vậy thì người này không phải tu hành giải thoát gì. Phải nhớ. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người tu của chúng ta phải mở rộng tâm lượng ra. Nhưng Đức thường nói câu mở rộng tâm ra lòng thanh thản, an vui tự tại đời thông dong. Người tu mình phải mở tâm lượng rộng lớn ra. Sống ở cái cuộc đời này, quý vị biết rằng mình được tu phước tu duyên, được làm những việc thiện là mình quá mừng của ngày hôm nay. Làm được ngày hôm nay là quá mừng rồi. Con người sanh không mang đến, chết không mang đi. Đồng tiền con người cứ tranh giành mãi, thật sự có ai cầm theo đâu. Nên mình được làm cái phước thiện, từ đồng tiền có được mà mình làm được là mình quá mừng. Nên những đức thấy rằng hàng Phật tử khắp nơi nơi, từ khi mà những đức hưởng ứng cái chương trình mà xây cái đạo tràng mới bên kia, khắp nơi nơi ngày nào người ta cũng cúng dường, ngày nào người ta cũng bỏ tiền vào tài khoản để mà những đức đưa cho hòa thượng để ngài xây dựng. Quý vị biết rằng
Mình đưa một chút tiền cho người ta làm những cái việc thiện đó, mình đưa xong là mình khỏe re. Cái cực cái khổ là cái người cầm tiền kia là phải lo. Người cầm tiền kia phải lo. Những đức còn khỏe hơn hòa thượng. Tại vì sao? Vì ai cúng dường tiền, mình đưa tiền, mình cúng dường cho hòa thượng rồi là tự hòa thượng làm. Giống như đặt tượng Phật đều để chánh điện. Bữa nay nghe nói chánh điện đó, chắc làm cho đây tới Tết là chắc chắn là xong. Thì vì biết rằng là những đức cứ cho cái người làm tượng Phật đến mẫu tượng Phật thì sao, mẫu hộ pháp thì sao, mẫu chư tổ sư thì sao, rõ ràng chưa? Rồi xong rồi là bao nhiêu tiền, rồi mình lo mình trả tiền. Còn cái việc mà tượng Phật chừng nào giao đến thì tự họ nói chuyện với hòa thượng, hoặc là có vị thầy mà coi ngó bên đó. Còn tiền bao nhiêu đến khi làm xong mình trả hay là xong, không cần hỏi han gì tới. Quý vị phải là làm cái Phật sự trong nhà Phật phải làm gì đó. Chứ đừng có nói bỏ ra chút đỉnh tiền mà chúng ta đi nghe ngóng, đừng có làm gì chi cho nó mệt. Con người mình sống làm sao mà tự tại, cái tâm mình mới là cái quan trọng. Cái quan trọng là cái tâm mình nó phải tự tại. Mình nghe việc này thiện, việc này tốt, việc này có lợi ích, rồi chúng ta chân thật làm. Đã làm rồi quên, không cần quan tâm. Phải có tâm như vậy đó. Quý vị phải nhớ rằng một kẻ phàm phu chứng minh cho mình, khi quý vị vừa làm một việc thiện thì cái nhân, cái quả này chứng minh cho mình, quý vị lo ngại gì? Mình vừa làm một việc thiện thì cái nhân, cái quả nó chứng minh cho mình rồi. Gieo nhân gặt quả, chúng ta hơi sức nào quan tâm cái chuyện có một con người chứng minh, có một con người biết cái chuyện làm của mình. Hoặc là mình làm một việc thiện nào đó, một việc gì lợi ích đó, mà không ai biết rồi để sợ người ta giếm tiền đó, người ta không làm rồi sao? Cái chuyện đó là chuyện tội lỗi của họ. Còn cái chuyện của mình là phát cái thiện, là mình làm cái thiện, chứ không cần quan tâm chi cho cái chuyện xa vời nặng nề. Vì thì quý vị mới là người hiểu cái việc mà tu phước tu duyên trong ngôi tam bảo. Cái tâm tu phước tu duyên đó nó thù thắng dữ lắm quý vị. Cái tâm tu phước tu duyên mà nó không dính mắc gì hết thì cái tâm tu phước tu duyên đó nó rất thù thắng. Chính những đức trong ngôi tam bảo, những đức thấy rõ ràng, những đức lo cho chúng rất là đông. Mà cái cuộc sống trong chùa mình lúc nào cũng đầy đủ, vì những đức có cái quan niệm lo cho con người. Hồi sáng những đức nói đại chúng câu, những đức nói nếu như chùa mình mà không có bệnh, chùa mình gặp người ta sợ người ta đem bệnh vô đây. Bây giờ cả chùa mình bị bệnh, bây giờ hết bệnh rồi, bây giờ hết sợ luôn, lì đòn. Vì sao? Vì hiểu rồi. Thí dụ những đức cũng bị bệnh, rồi từ cái bị bệnh mà nó hết bệnh thì mình hiểu được cái nguyên lý ở thế gian này. Bệnh là hết bệnh, còn không hết, không hết thì chết. Không hết thì chết thì sao? Nó không hết thì chết, và nó không chết thì sống. Cái nguyên lý không hết thì chết, không chết thì sống. Con người không có gì phải sợ hãi lo âu chứ. Ngày nào cũng là ngày mình phải niệm Phật, ngày nào cũng là ngày mình phải biết cười. Cái quan trọng nhất là chỗ này nè quý vị. Nếu mà đến lúc nó cần chết thì nó chết à. Có nhiều Phật tử nói thầy con sợ thì chết còn hơn cái gì nữa. Thì bệnh con sợ thì chết. Những đức nói tự nhiên sợ chết trời. Nó đến lúc chết thì chết, chứ sợ nó cũng chết à. Mà mình sợ nó chết nó không được giảng sanh, hiểu không? Nó, bệnh thì phải bệnh, con người đến thế gian này ai mà không bệnh, tự nhiên người ta bệnh cái sợ nó chết. Vô duyên, ngộ ghê. Nên từ nơi đó giờ hết chết rồi, hết chết thì sống. Nó nên những đức nói với cả chùa mình luôn, những đức nói bây giờ mấy bà cũng bệnh, bây giờ mấy bà sợ cái gì nữa bây giờ? Mấy bà thấy rõ ràng không? Cả chùa bệnh thì cả chùa hết bệnh. Vì hổm những đức không mạnh dạn nói với vị nghe, chùa cả chùa bệnh luôn. Chùa mình bệnh không phải là bệnh vài ba người mà bệnh mấy trăm người. Rồi từng mấy xong hết trơn. Nó những đức cũng bệnh. Đầu đích gì cũng bệnh chứ. Thằng nào con nào cũng bệnh hết. Già trẻ bé lớn, chích chí chét gì cũng bệnh hết luôn. Thằng nào cũng ho ẹt nay hết rồi. Nên từ nơi đó quý vị thấy không? Ở thế gian này cái quan trọng nhất là khi mình bệnh đau mà có sự quan tâm thương yêu hay không nè.
Chứ giờ vừa bệnh đau một cái lúc còn sống thì anh em bạn, nhưng khi bệnh đau một cái rồi nó tránh xa mình ra, nó tưởng nó mình là quái vật quỷ sứ thì thua. Cái tâm đó thì cái tâm đó là cái tâm này mới là cái tâm bệnh hoạn thật sự. Còn khi một con người bệnh đau mà mình quan tâm lo lắng giúp đỡ cho nhau, thương yêu nhau, quan tâm cho nhau, lo cho nhau từ miếng cháo, lo cho nhau từ miếng ăn, những lời động viên giúp đỡ nhau, an tâm nhau, thì con người như vậy ở cái cuộc đời này vậy là quá tuyệt vời. Bệnh gì nó cũng mau hết. Tại vì giữa con người với thương con người, những đức thường đưa lên cái chủ trương con người thương con người mà. Thì quý vị thấy xác thật ngôi chùa mình luôn 100%. Bây giờ trước ngôi Tam Bảo như Đức nó mạnh dạn quý vị nghe, cả chùa bệnh, cả chùa quan tâm cho nhau. Ai nằm một chỗ thì cái người mà còn thở được, còn đi được thì quan tâm cho người đó. Rồi nó qua một quận một phát màu sạch nhách, ai cũng hết bệnh. Còn ai không qua được thì chết. Những đức không qua được cũng ngẫm của tội thôi. Thì bây giờ qua được khỏe lại bình thường, khỏi cần nói dòng do bệnh gì bệnh gì chứ. Bệnh mệt, hiểu không? Hiểu bệnh mệt. Bệnh mệt, bệnh không mệt. Bệnh không mệt sao nói là bệnh? Nên người xưa ta nói bị ốm, hiểu không? Thì bệnh thì nó phải ốm. Bệnh ăn không ngon thì sao không ốm? Bị bệnh gì? Bệnh ốm. Nên bị ốm thì nó ốm rồi sao mai mốt nó hết bệnh rồi nó ăn lại, nó mập như bữa nay nó mởn lại nè quý vị. Nó ăn được mấy chén cơm nó mởn lại, thấy chưa? Con người có xương sợ gì có thịt. Nên tất cả chúng ta quý vị phải nhớ rằng cái quan trọng nhất của mình là con người, phải thương con người. Lúc khổ, lúc khó khăn, lúc mà gặp sự cố đến với mình mà bây giờ chỉ có nhờ con người thôi, mà gặp sự cố thì bị đẩy đi mất tiêu, không ai quan tâm ngó ngàng đến mình. Trời trời, sống như vậy thì bản thân của mình làm như vậy rồi thì quý vị nghĩ rằng mình làm với người ta như vậy thì người ta cũng làm với mình như vậy thôi. Bây giờ quý vị muốn khi mình bệnh đau ai cũng quan tâm mình không? Muốn. Vậy thì giờ mình quan tâm cho người ta bệnh đau đi. Quan tâm hết lòng lo lắng giúp đỡ cho người ta bệnh đau đi, thì bản thân mình cũng sẽ được người ta quan tâm lo lắng thôi. Còn bây giờ người ta vừa bệnh cái là mình sợ người ta lấy này lấy kia cho mình, thì tới bản thân mình bị bệnh thì cũng y rang như vậy thôi, chứ có gì đâu khác quý vị. Nên cái cảm giác khi bị bệnh, cái cảm giác nó sâu sắc. Những đức bị bệnh nó bao nhiêu con người, người ta xung quanh những đức bóp tay bóp chân lo lắng giúp đỡ, động viên, kẻ đi ra người đi vào hỏi han, nó cảm thấy ấm áp cõi lòng vô cùng. Nó không có cái gì buồn hết chứ quý vị. Chứ gặp mà để mình nằm chèo queo như con mèo con heo thì cuối cùng quý vị nghĩ nó buồn chán cỡ nào không? Trời, lúc mình còn khỏe mình lo mình giúp đỡ cho họ vô cùng, bây giờ đến lúc mình bệnh đau thì không ai ngó ngàng quan tâm tới mình chứ, tránh xa mình chứ, thì cái tâm trạng buồn đó biết nào nó hết bệnh. Còn cái này bệnh đau mà mỗi ngày vẫn cười vẫn vui, dù là ăn không ngon miệng nhưng mà cái hương vị của tình người nó vẫn có, này mới là tuyệt vời nè quý vị. Nó nguyện Tam Bảo gia hộ hàng Phật tử sống á, cái quan trọng vô cùng, con người đến thế gian này ai mà không chết một lần. Chứ đừng bao giờ đặt cái vấn đề quan trọng quá vì cái chuyện sống, rồi chúng ta đánh mất đi cái tình người giữa con người với con người với nhau, tệ lắm quý vị. Sống gì không đúng đâu. Cho nên quý vị cố gắng dùng cái tình con người đến với con người với nhau, nhiệt tình hết lòng. Năm nay là ăn Tết đặc biệt nè, xong rồi đó. Sống gì, bệnh gì cũng xong hết rồi. Muốn bệnh muốn gì chơi te tua chứ xong rồi đó. Rồi là xong hết bệnh rồi. Hết bệnh rồi năm nay quý vị vô Tết ngon lành rồi đó. Chứ gặp mà trời ơi, bây giờ mà không bệnh mà ngay ngày mùng 1 Tết mà nó lôi mấy trăm người này ra bệnh mà thôi bị vô đen Tết ăn cái gì trong đây nữa, thấy không? Còn bây giờ Phật sắp xếp cho mình bây giờ bệnh trước, nó tới Tết là quý vị thoải mái đủ năng lực rồi. Vì sao? Vì cái gì cần xả hết rồi, xả xong rồi đó. Rồi từ đây tới Tết là bắt đầu tích tụ đầy đủ năng lực, năng lượng, mập mạp lại, đầy đủ sức khỏe lại, rồi xong ăn Tết một mùa Tết đẹp chờ ngon lành. Nên từ nơi đó hàng Phật tử khắp nơi nơi phải nhớ rằng cái quan trọng nhất của chúng ta là giữ được tâm lượng của mình, tín nguyện của mình niệm Phật. Còn cái chuyện ở thế gian này, thuận và nghịch ở thế gian này, đó là cái chuyện dĩ nhiên ở cái cuộc đời này. Sống ở cái cõi ta bà mà là cái cõi kham khổ, nó khổ mà còn phải nhẫn mà.
Bởi vì mà sao là sống lúc nào cũng bình yên cho mình được quý vị. Thuận duyên cũng phải niệm Phật, mà nghịch cảnh, nghịch duyên cũng phải niệm Phật. Vậy là đúng rồi đó. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tính nguyện luôn luôn kiên cố, dù gặp cảnh ngộ gì cũng niệm Phật. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới Cực Lạc nha quý vị. Chúc quý vị an lạc, chúc quý vị bình yên. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.